xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã quan tâm và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đồng hành với đài truyền hình IBC trên băng tần 57.8 và Galaxy 19 cũng như trên mạng điện toán toàn cầu ibcnews.tv. Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của talk show đặc biệt ngày hôm nay, nói về chương trình Tâm Ca và Đào Hiếu. Hồi nãy trong phần 1 thì giám khảo nghệ sĩ Ngọc Huyền và ca sĩ Nguyễn Đức cũng đưa lên một số những cái thông tin và một số những cái tựa đề bài hát mà quý vị có thể lựa chọn. Thì có lẽ tiếp tục với chương trình này, xin mời anh chị có thể cho quý khán giả biết được thêm một chút xíu nữa. Em mời anh ca khúc. Dạ. Kính thưa Tuyết Nha cũng như quý vị đang xem đài, thì qua chương trình này thì Nguyễn Đức và Ngọc Huyền cũng giới thiệu đến quý vị 30 ca khúc mới của Hòa Thượng Thích Viên Lý vừa sáng tác mà anh em chúng tôi cũng vừa tham gia. Quý vị có thể vào Facebook IBC TV để xem, ví dụ như là bài là Tổ Đình Thập Tháp 1, 2, rồi Chết Là Đang Sống, Thọ Trì Chánh Pháp, bài Tìm Về Chân Như, Tìm Về Chân Như, Về Chùa Công Quả, Về Chùa Công Quả. Thí dụ giống như Ngọc Huyền hát thì rất là dễ hát, giống như là bài Tìm Về Chân Như Ngọc Huyền hát đó quý vị. Nơi cõi ta ba muôn vàn khổ đau, tìm về chân như không còn tư sinh, quỳ bên chân Phật lòng nghe thanh thoát, tìm về chân như đây giới định huệ, tinh tấn hành trì con nguyện giải thoát. Rồi cũng như là cái bài về chùa Công Quả phải không anh? Dạ. Hát nhiều quá quên mất tiêu quá. Thọ Trì Chánh Pháp. Con về chùa Công Quả, Phật rất, tâm vị cửa Phật, thọ trì giới định tuệ thắp sáng đó hoa dầu. Bài đó rất là dễ thương, rất là dễ thương. Đó, nghe cái là tự nhiên nhớ liền mà đi vô làm người liền. Mà trong chương trình là anh thích nhất, anh thích cái bài vừa rồi em hát và cái bài của Hòa Thượng là cái gì mà cúng dường Tam Bảo. Cúng dường Tam Bảo. Cúng dường Tam Bảo, xin ứng ánh đạo vàng, như hoa bát nhã tỏa sáng, hương từ bi muôn phương, bao trường cửu, mọi người sẽ an vui. Rất là hay, rất là tha thiết. Rồi Thọ Trì Chánh Pháp nữa mà Nguyễn Đức đã trình bày á, tại vì mình cũng có trì kinh đó quý vị, cho nên là khi mình hát cái bài này của Hòa Thượng, mình cảm thấy trong lòng mình nó nhẹ nhàng lắm, và nó cảm thấy mình rất là hạnh phúc bởi vì mình có Phật. Bao tháng năm dài thọ trì miệt mài chánh pháp, lời kinh lắng sâu lòng con dời bao khổ đau. Quý vị có thể vào để mà nghe và tập, tại vì đây là những ca khúc mới vừa ra lò thôi, có thể quý vị biết đâu sẽ truyền tải cái cảm xúc của mình vào bài hát mà là quý vị sẽ hát rất hay trong cuộc thi này. Tất cả những cái bài hát này quý vị có thể lên Facebook của IBC TV và quý vị vào phần video đó thì quý vị sẽ thấy những cái bài hát này đã được upload lên trên Facebook lẫn YouTube để quý vị có thể vào đó và có phần lời luôn để đúng mà quý vị có thể hát theo. Còn khi tới trình diễn đó thì chúng tôi đã có sẵn cái track, cái CD track để cho quý vị hát theo rồi, thành ra rất là dễ. Ngoài những cái bài hát mà anh chị vừa mới nói của nhạc sĩ Hàng Châu phổ nhạc của những bài thơ của Hòa Thượng Thích Viên Lý đó, thì chúng ta cũng có những cái bài hát mà quý vị đã quen thuộc, ví dụ như là Con Xin Sám Hối nè, rồi Vu Lan, Mùa Vu Lan Về nè, rồi chúng ta cũng có những cái bài hát ví dụ như là Cha Là Thiên Thu, đúng không ạ? Cha Thiên Thu tuyệt vời. Dạ, vâng. Một nhạc phẩm mới rất thơ của Hòa Thượng Thích Viên Lý và chú Hàng Châu viết nhạc quá hay, quá hay, rất là cảm động. Kính Mừng Phật Đản nè của nhạc sĩ Võ Ta Hân cũng có phần luôn. Dạ, Chùa Điệu Ngữ có một bài Chùa Điệu Ngữ rất là hay. Dạ, rất là hay. Cũng tới mấy chục bài rồi đó. Dạ. Rồi Ngọc Huyền xin bổ sung thêm, thí dụ có những cái nhạc phẩm mà quý vị nghĩ đó là đời nhưng mà không, nó là tâm ca đó. Nó một cái gì đó, một cái triết lý, thí dụ như là Nếu Có Yêu Tôi. Bài đó chúng ta vẫn có thể sử dụng được quý vị, như có tốt với tôi thì đến với tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi, ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Đó, nó có những cái nhạc phẩm giống như là bài Quê Hương và Mẹ Hiền. Từ khi con vừa biết nói, bên con đã nghe tiếng mẹ, vân vân. Rồi cái nào Ơn Nghĩa Sanh Thành nè, rồi chúng ta có hay. Mừng Tuổi Mẹ nè, rồi Nỗi Buồn Mẹ Tôi cũng được, phải không ạ? Thức trắng thâu canh
mẹ đang chiếc áo cho con. Nó rất đèn là khuya. Đèn khuya đèn khuya của bác Lam Phương thì tuyệt rất vời rồi. Dạ. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Dạ. Là bác gia diết, bác nhớ về quê hương, bác nhớ về hình dáng của mẹ, bác nhớ về những cái con đường, về những cái cách đèn của quê hương. Nó vẫn là quê hương vậy. Rồi, có những cái bài của bác Xuân Tiên như là về dưới mái nhà, về đây mau người ơi, về bên mái nhà, tay cầm tay, những cái nhạc phẩm đó nó rất là da diết, nói về quê hương, về dân tộc, về văn hóa của Việt Nam chúng ta. Thì nếu mà nói về dòng nhạc tâm ca đạo phá đạo hiếu thì mọi người cứ nghĩ rằng là ít, nhưng mà thôi Ngọc Huyền thấy là hồi nãy giờ tụi mình nói chắc cũng được cả 100 bài. Còn nữa, quý vị nào mà có giọng hát ngọt ngào dân ca thì hãy chọn dòng nhạc của nhạc sĩ Bắc Sơn. Còn thương ra đóng mặt sau hè, Sao mưa giông nhà Ngọc Huyền còn nhớ cuộc đạo làm con với một cái nhạc phẩm mà rất là nổi tiếng bây giờ là Ca Dao Tình Mẹ đó. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Rất là dễ hát, hát bằng cái tâm và cái trái tim, nghe cái rất là cảm xúc của mình luôn. Nghe xong là mình thì nói chia sẻ với Tuyết Nha, với anh Nguyễn Đức một cái niềm vui thôi. Giống như là lần đầu tiên đó, Mạnh Quỳnh, ca sĩ Mạnh Quỳnh nghe Ngọc Huyền hát bài Chùa Tôi, nói trời, Mạnh Quỳnh với Huyền thì hai đứa cũng bằng tuổi cho nên gọi nhau là ông và bà. Nó trời, ba sao bà hát bản nhạc này hay quá vậy. Nó tôi không biết nữa, tại là tại vì chắc là tôi yêu thích cái dòng nhạc này. Rồi những năm gần đây thì Ngọc Huyền lại nghe một số quý vị khán giả nói trời ơi, bây giờ nghe Ngọc Huyền hát nhạc đạo còn phê hơn nhạc đời nữa. Cho nên là tự nhiên có một cái gì đó thì quý vị ơi cứ cứ thử trải lòng với dòng nhạc tâm ca và đạo hiếu, quý vị sẽ tìm thấy sự an lạc hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta đó quý vị. Dạ. Và nhất là thưa quý vị, cá nhân tôi nhà nghĩ là thí dụ giống như chúng ta đi hát trình diễn đi mà về những bài về cha, về mẹ, công ơn sanh thành dưỡng dục, tự nhiên cũng là một cái phần quà, một cái phần mà chúng ta nói lên cái tấm lòng của người con đối với những bậc sinh thành, phải không? Cũng như cha mẹ không có mong con cái phải trả gì hết, nhưng mà tự nhiên thấy con mình lên hát một bài mà dành cho cha cho mẹ, tự nhiên cảm thấy cũng rất là cảm động, phải không thưa anh chị? Ngọc Huyền nhớ rằng là Asia trong cái cuộc trung tâm Asia trong cái cuộc tuyển lựa giọng hát đó, tuyển lựa những nhạc phẩm mới đó, thì có cái bài Bà Mẹ Bán Nón mà nữ danh ca Thanh Tuyền hát rất là hay. Đó, trong đó là có nói về nón lá, chiếc nón lá của quê hương Việt Nam chúng ta, nói về sự nhọc nhằn của một người mẹ. Rất là nhiều mà Ngọc Huyền hy vọng rằng quý vị sẽ không còn những cái question, những câu hỏi là tôi hát nhạc phẩm gì nữa. Khi mà đăng ký dự thi trong cái cuộc thi tuyển lựa giọng ca này nha quý vị. Dạ. Và thưa quý vị, một lần nữa xin thưa với quý khán giả là khi quý vị tới chùa Điều Ngự hoặc là tới đài IBC hoặc là download cái form, cái đơn ghi danh đó ở trên ibcnews.tv hoặc là download từ cái email tamcadaohieu@gmail.com thì quý vị sẽ điền đơn và quý vị nộp cho chúng tôi trước ngày 15 tháng 7, tức là ngày thứ bảy đó nha thưa quý vị. Cộng thêm là cộng thêm cái tấm hình mà quý vị chụp trong vòng 2 năm, cộng thêm một cái CD demo hoặc là cái YouTube link hoặc là cái audio file qua cái email về cái giọng hát của quý vị để cho ban giám khảo có thể lắng nghe và tuyển lựa quý vị. Và thêm cái chi phí chỉ có 25 đồng thôi, có thể là tiền mặt hoặc là money order hoặc là personal check tùy theo sự để tiền. Cho Ngọc Huyền xin bổ sung thêm để cho tất cả quý vị dễ dàng hơn trong cái cuộc thi này, thì có lẽ những quý vị rất yêu cái dòng nhạc này, có giọng hát hay nhưng mà quý vị lại không có nhạc nền để mà để gửi cho chúng tôi, quý vị có thể thâu vào chiếc phone của mình gửi cái file đó cho chúng tôi, không cần nhạc. Giống như lúc nãy Ngọc Huyền và anh Nguyễn Đức hát vậy, chúng ta hát bằng cái trống tờ hát bụi nào hoa kim thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi, ôi cát bụi phần này mặt trời soi một kiếp rong chơi. Quý vị có thể hát tự nhiên như vậy để chúng tôi cảm nhận được cái voice, cái giọng hát của quý vị đặc biệt như thế nào, có thích hợp để bước vào giọng hát mà vòng thi những tiếp theo hay không, thì lúc đó chúng tôi sẽ báo với tất cả quý vị. Thì lúc đó quý vị khi được chọn mới đóng thêm 55 đồng nữa để mà tiếp tục cái cuộc thi. Bên cạnh đó đó thì giới hạn tuổi thì Ngọc Huyền cũng xin nhắc lại là từ 10 tuổi cho đến 60 tuổi. Dạ quý vị. Hôm trước có cô cũng là khoảng chừng 40-50 thôi mà cô đến, cô rất là muốn dự thi mà cô là có cái tại cô muốn hát về
dòng nhạc cải lương về về cô thích hát cái dòng cổ quá đi, bây giờ cô hát được không? Ông nói vậy rồi, nếu vậy càng tốt nữa thưa cô hát sao cũng được hết trơn á, miễn sao mà hết cái tấm lòng và phù hợp với cái nội quy của chương trình thì thôi. Rồi cô nói bây giờ cô cũng bốn mấy năm mươi rồi, như vậy có già lắm không con? Không có, tại đó khi là cái âm nhạc không có biên giới, yêu nhạc thì tình yêu không bao giờ có biên giới. Bên cạnh đó, nếu các bạn trẻ và tất cả quý vị khán giả muốn thi dòng nhạc tân cổ giao duyên trong cái chương trình Tâm Ca Đạo Hiếu thì Ngọc Huyền vẫn có thể hướng dẫn quý vị, và sẽ có nhạc sĩ Hoàng Phúc sẽ là người đàn cổ cho quý vị hát để trong chương trình thi ạ. Rồi là phục vụ quý vị chu đáo luôn đó. Thành ra quý vị chỉ cần là nộp đơn, ghi danh và cho chúng tôi biết là bài hát mà quý vị dự thi là gì thôi, và chúng ta sẽ sẵn sàng cho cái cuộc thi rất là ý nghĩa Tâm Ca và Đạo Hiếu của đài truyền hình IBC trong mùa hè năm nay, trong 4 vòng là ngày 22 tháng 7, 29 tháng 7, ngày 5 tháng 8 và ngày 19 tháng 8 là với cái vòng final cuối cùng. Thưa quý vị, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Thành ra chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, và hãy gọi điện thoại đến là 714-892-5400, 892-5400, hoặc là email tamkadaohieu@gmail.com, tamkadaohieu@gmail.com. Dạ, xin nghệ sĩ Ngọc Huyền và ca sĩ Nguyễn Đức nói đôi lời với quý khán giả trước khi nói lời tạm biệt ạ. Rất mong được đón tiếp quý vị trong chương trình Tâm Ca và Đạo Hiếu. Ngọc Huyền thì xin nói thêm, Ngọc Huyền có một người bạn đang muốn tham gia chương trình này và cố gắng giành về được 10.000 Mỹ Kim cho cái giải thưởng đầu tiên. Không phải vì người bạn ấy muốn có được cái số tiền đó, mà người bạn ấy mong muốn lấy cái số tiền đó để làm từ thiện chẳng hạn. Và hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả hãy đến với chương trình Tâm Ca và Đạo Hiếu, đăng ký nhiều nhiều vào thêm để chúng ta có cơ hội trong mùa hè này làm những gì mà chúng ta có thể làm được cho cuộc sống này tươi đẹp hơn. Kính chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ.